Sự kiện được nhiều chuyên gia, khách hàng và nhà đầu tư chờ đón dịp cuối năm, Novaland Expo tháng 12 năm 2019, triển lãm bất động sản quy mô giới thiệu sản phẩm nhà ở, đô thị vệ tinh và du lịch nghỉ dưỡng ấn tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chương trình sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 năm 2019 tại khu nhà mẫu Novaland 26 Mai Chí Thọ, quận 2. Đến với sự kiện này, khách tham quan không chỉ cảm nhận được rõ nét về bức tranh tổng thể thị trường trong nhiều lĩnh vực, hơn hết là những giá trị lâu dài, bền vững từ chủ dự án bất động sản và hệ sinh thái dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác chiến lược của Novaland. Qua đó sẽ mang đến cho khách hàng những thông tin hữu ích về thị trường thông qua các buổi hội thảo chuyên đề. Trong không gian trưng bày, Novaland sẽ giới thiệu các dòng sản phẩm nổi bật như The Grand Manhattan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Aqua City, Đồng Nai, Nova World, Phan Thiết, Bình Thuận.